Đấy, sức mạnh của Fanny chiêm tinh cơ ông ạ. Nhưng đấy mới chỉ là Fanny level 2 thôi. Fanny... Đấy, úi dồi ôi, vàng về. Vàng về, tin về, tinh. Úi dồi ôi. Tinh thì làm gì anh em? Tinh thì đi shopping. À, Fanny đúng thế luôn anh em ạ. Úi dồi ôi, vàng về. Tinh. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Hello, xin chào anh em quay trở lại với Thế Giới Mobile Legends ở channel của Tobo nha. Và lâu lắm rồi mà không chơi Magic Chess anh em ạ. Có rất nhiều những cái thay đổi ở trong Magic Chess. Và điển hình gần đây là chúng ta đã thấy được một cái vị tướng chỉ huy mới vừa được ra mắt ở trong Magic Chess. Vậy thì Magic Chess bây giờ thay đổi như thế nào? Với con chỉ huy đấy nó là có một cái gì để mà gọi là Mỡ thấy rất nhiều comment của anh em trên kênh của Mỡ. Có bảo với Mỡ rằng là anh Mỡ ơi, làm về Magic Chess thì có chỉ huy mới thú vị lắm. Có thể cướp vàng của đối thủ, có thể cướp đồ của đối thủ và có thể cướp tú lung tá la tư lư tay le cơ. Mỡ nghe Mỡ cũng thấy rất là hấp dẫn. Vậy thì chúng ta sẽ cùng đến với video clip về cơ quạt và để xem rằng cái con chỉ huy mới này nó sẽ là như thế nào nha. Let's get it. Đây, đây anh em ạ. Wow. Star in the Moon, Guide Me Through. Không biết Mỡ đọc đúng chính tả của anh em ạ. Nhưng đây là chỉ huy Asta. Một mắt với cái mũ, sao nhìn Mỡ cảm giác giống phiên bản khác của Cyclops thế anh em nhỉ. Và dĩ nhiên khi mà chúng ta click vào cái con này thì ủa cái nhạc này nó có bản quyền không ta? Nhưng mà Mỡ nghĩ rằng hát lại cho nên chắc không có vấn đề gì cả. Thì con chỉ huy này thì nó sẽ có 3 cái điểm tài năng anh em nha. Điểm tài năng đầu tiên là Thiên Phúc Tinh Tú vàng. Khi một người chơi bị hạ gục nhận lượng vàng bằng với 30% giá trị đội hình hiện tại của người chơi đó. Đấy, tức là Mỡ nghĩ Mỡ cảm giác như là cái đội hình càng về late game thì cái lượng vàng mà cái người chơi đấy bị hạ gục nó chuyển cho chúng ta ấy, nó càng nhiều. Điểm tài năng thứ hai là gì? Khi một người chơi bị hạ gục thì nhận một vị tướng giữ nguyên cấp sao và hiệu ứng thiên phúc của người đó. Ồ, nhưng mà Mỡ không biết là cái tướng này là tướng nhiều cấp sao nhất hay là nhiều hiệu ứng thiên phúc nhất hay là nhận ngẫu nhiên. Và cái cuối cùng là cái thiên phúc trang bị chủ động. Khi một người chơi bị hạ gục thì nhận một mảnh trang bị của người chơi đó. Ồ, thế thì Mỡ nghĩ rằng là cái con chỉ huy này ngon nhất có lẽ rằng là đến từ cái điểm tài năng đầu tiên. Thiên phúc tinh tú vàng. Khi mà một người chơi bị hạ gục thì nhận được lượng vàng bằng 30% giá trị đội hình của người chơi đó. Đấy, tức là chúng ta sẽ cần phải chờ 8 người chơi có người bị hạ gục. Ai hạ gục những cái người chơi đấy cũng được thì vàng sẽ auto chuyển về chúng ta. Theo như Mỡ hiểu là như vậy. Vậy thì chắc là không để anh em đợi quá lâu, vào test thử xem luôn cái con chỉ huy này như thế nào nha. Và ở trong video clip này Mỡ cũng sẽ chia sẻ cho anh em một cái bộ cờ mà Mỡ cũng có rất nhiều anh em có nói ở thời điểm hiện tại bộ này đang chơi khá là ổn. Đây cũng là một cái bộ cờ rất quen thuộc nhưng với một cái vị tướng nó hơi lạ một chút xíu. Đó chính là Fanny chiêm tinh anh em ạ. Đây, ok. Thì vào trận đấu Mỡ quên mất, Mỡ không bật quay đoạn đầu anh em ạ. Nhưng mà chúng ta có thể thấy được rằng là anh em chờ Mỡ một chút xíu nha. Mỡ chỉnh lại cái âm thanh lên một chút xíu cho nó có tiếng in game cho nó thú vị. Thì ở trong trận đấu này thì Mỡ sẽ đi tìm bộ chiêm tinh với Fanny. Tuy nhiên là Mỡ không có tìm được cái bộ chiêm tinh ngay từ giai đoạn đầu game. Chiêm tinh chỉ có mỗi con Lunox thôi, cho nên là Mỡ sẽ lấy sát thủ trước. Thì sát thủ lấy Gillian thì nó lại lòi ra con Grock. Đấy, và bây giờ lại nhá thêm con Hellcurt nữa. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm một cái bộ mà Mỡ nghĩ rằng là nó đã quá là quen thuộc đối với anh em rồi. Đây chính là cái bộ chiêm tinh, sát thủ. Nhưng sát thủ ở đây sức mạnh chính đó chính là cái vị tướng Fanny. Fanny chiêm tinh anh em nha, đó. Và bộ chiêm tinh ở trong cái bản Magic Chess này cũng đã được làm lại rồi. Tức là bây giờ cái chiêm tinh nó sẽ không còn... khi mà anh em kích đủ 6 con chiêm tinh ý, thì cái điểm tài năng nó sẽ không còn là như ngày xưa nữa. Mà khi mà anh em kích đủ 6 con chiêm tinh thì cái điểm tài năng của nó sẽ là... hình như mọi người không nhầm ý, là cái điểm tài năng đầu tiên phía bên trái. Nó sẽ giúp anh em cường hóa 2 con chiêm tinh có nhiều đồ nhất. Đấy. Và cái điểm tài năng thứ hai của chiêm tinh ý, nó sẽ không còn là kiểu hồi sinh đâu. Mà nó sẽ giống như kiểu là giảm đam hay cái gì cơ. Nói chung bây giờ chiêm tinh nó khác rồi, nó không được cường hóa giống như ngày xưa đấy anh em ạ. Nhưng về cơ bản chiêm tinh vẫn là một cái cộng hưởng mà nếu như mà anh em kích được cái nội tại của chiêm tinh ấy thì cái con tướng nhiều đồ nhất nó sẽ được cường hóa lên. Đấy, thì có một cái điều nữa mà có một số anh em cũng khuyên Mỡ rằng là nên chơi chiêm tinh ở thời điểm hiện tại đi. Đó là anh em có bảo với Mỡ rằng là chiêm tinh bây giờ nó dễ ra ngọc chiêm tinh lắm.
Cho nên là anh em hoàn toàn có thể cân nhắc anh em chơi chiêm tinh. Đấy, bởi vì là chiêm tinh bây giờ anh em hoàn toàn có thể nhặt được ngọc từ đâu? Từ trong hồ vận mệnh, từ trong tơn quái thứ 2, từ trong tơn quái thứ 3. Hầu như tơn quái nào thì cái tỷ lệ ra chiêm tinh nó cũng là có. Và ở trong cái trận đấu này anh em có thể nhìn thấy đúng không ạ? Mỡ không có thấy một người nào có ý định chơi chiêm tinh cả. Cho nên là mặc dù mỡ không roll ra được chiêm tinh nhưng mỡ vẫn sẽ cố gắng để chơi anh em nha. Ở giai đoạn đầu cũng như là giữa trận đấu thì chúng ta có thể thấy được rằng là cái con chỉ huy Asta với cái điểm tài năng này nó khá là vô dụng. Vì chỉ khi nào kẻ địch bị lên bảng điểm số thì lúc đó chúng ta bắt đầu mới gọi là kích hoạt được cái điểm tài năng của con Asta này. Đấy, nhưng mà bù lại nếu như anh em cầm cự, anh em cầm cự được đến cái turn mà tướng địch bị hạ ấy, thì con Asta nó sẽ mang đến cho anh em rất là nhiều vàng. Anh em cứ tính trung bình là kiểu về giai đoạn late game ấy, một cái đội hình bình thường nó sẽ rơi vào khoảng độ tầm từ 80 điểm sức mạnh trở lên, thì 30% của 80 nó sẽ rơi khoảng độ tầm hai mấy đấy, hai mấy vàng đấy, nhiều đấy anh em ạ. Giống như kiểu cái điểm tài năng của con của điểm tài năng của bộ Viễn Tây ấy. Anh em mà cầm bộ Viễn Tây với cả anh em cầm cái con Asta này thì cá nhân mỡ cho rằng anh em sẽ có được một cái lượng vàng rất là nhiều. Nhưng mà tuy nhiên là ở trong trận đấu này thì mỡ muốn mang đến cho anh em một cái con Fendi chiêm tinh. Mỡ không biết là Fendi chiêm tinh thì mỡ có kích được ở trong cái trận đấu này không. Nhưng mỡ đã từng thấy Fendi chiêm tinh rồi, rất khỏe, những cái cú bay của Fendi là rất đau và Fendi rất khó để mà có thể counter. Đấy. À, dĩ nhiên là sức mạnh đầu tiên thì chúng ta vẫn phải quan tâm đến đó là cái con bài Karina rồi. Bởi vì là Karina để kích và cũng là để vượt qua cái giai đoạn đầu game nó tương đối khổ. Đấy, ví dụ như ở trong cái trận đấu này anh em có thể nhìn thấy đúng không? Mỡ đang bị mất máu khá nhiều. Bởi vì thứ nhất ý là mỡ muốn tích lũy và lưu trữ vàng. Và cái thứ hai là mỡ muốn mất máu đi để mà lấy được đồ đến từ hộp vận mệnh. Đấy, level quên mất cái lượng vàng của mỡ thời điểm hiện tại đang là 76 kia. Thì đồ ngon nhiều ấy, lấy băng thạch, ok, cầm băng thạch là ngon rồi. Anh em lưu ý rằng chơi bộ chiêm tinh thì sức mạnh của chúng ta sẽ xoay quanh Fanny, kèm theo đó là Karina, cho nên là chúng ta lấy toàn đồ tanh anh em nha. Riêng bộ chiêm tinh thì chúng ta không lấy đam, chúng ta ưu tiên lấy băng thạch, chúng ta ưu tiên lấy giáp gai, chúng ta ưu tiên lấy mũ vệ thần, chúng ta ưu tiên lấy chỉ những cái món đồ tanh mà thôi anh em ạ. Mỡ sẽ roll này, mỡ đưa heo cớt vào này, lấy Matisse này. Nhưng mà có vẻ như là mỡ không tìm được con nào rồi, cho nên là mỡ quyết định up slot để mỡ đưa thêm hai cái con cờ vào. Mỡ nghĩ là cái giai đoạn này chắc là chúng ta vẫn sẽ lọt thôi, bởi vì có một cái điều rất là đơn giản, đó chính là cái bộ cờ của chúng ta nó đang khá là yếu, nó không có chất tướng sức mạnh chủ lực và đang gồng gánh trên vai đến từ gọi là cái bộ độc tố ấy anh em ạ, một tí độc tố. Lực chiến của mỡ thời điểm hiện tại đang là 11 điểm thôi, không quá cao cũng như là không quá thấp. Ok, mở xem nào, có Grock này, đấy, may có con Grock nó còn gọi là cầm băng thạch, nó còn sống được một tí. Vừa mới khen nó xong được chết bố rồi anh em. Nhưng mà mỡ nghĩ là cái team này mỡ có thể cầm cự được. Đúng rồi, ô có khi win anh em ạ. Ồ, hay, nice. Chiến thắng có thể nói là suýt soát đến từ vị trí của mỡ lên người chơi Liali 0525. Thì giai đoạn đầu game với cái bộ chiến tinh như thế này chúng ta cứ gọi là từ từ bình tĩnh nha. Chúng ta cứ ưu tiên lấy sát thủ trước. Đấy, giai đoạn đầu game thì ưu tiên lấy sát thủ trước, kích được 4 sát thủ thì nó sẽ dễ hơn. Đấy, nhưng mà có một cái thông tin này mỡ nhận được không biết là có xác thực hay không. Nhưng mà có một số anh em bảo mỡ là từ cái tơn quái đầu tiên ý, thì nó sẽ chỉ rơi ra một món đồ lớn thôi, nó không rơi ra cái thiết bị nhân bản nữa, cái thiết bị nhân bản nữa. Thì đây rồi, Karina đây rồi công ạ, tìm mãi. Hay quá anh em ạ, thế thì vứt vào thay cho con Grock nhỉ. Thay Grock, đấy, kích chiêm tinh. Sau đó là đưa đồ của Grock cho Karina. Ok, xếp lại đội hình một tí nha. Cho Matisse lên để hướng đam, cho Lunox lên để hướng đam. Đấy, chia lại đội hình một chút xíu cho nó dễ dàng. Những cái vị tướng nào cần phải lên bảng điểm số thì nên cho nó lên đi anh em ạ. Team bạn là có cái gì đấy? Đây là giác đấu. Ok, đây là giác đấu, lại thêm ông Ba Đang vào nữa. Nhìn là biết là thấy toàn choáng rồi. Mà khả năng cao là chắc là mỡ không ăn được cái team này, choáng nhiều quá. Mà tầm này đam của Karina thì nó không có lắm đâu. Đang đánh nhau ở các ông kìa, 4-3. Nhưng mỡ bị đấm choáng liên tục đến từ vị trí của Locknu. Nhưng Locknu vẫn nhảy ra được và đang phịt hạ gũng đi được bảng đa. Tiếp đến là Châu, anh ta mãnh long quà răng vào mặt của đó là Gilson. Nhưng vấn đề đây là có Karina hóa đá. Liệu rằng những cái nỗ lực này có giúp cho mỡ gọi là thắng được cái thanh niên Admiral Six không? Câu trả lời ở đây là điếu anh em ạ. Và thôi thế lại mất thêm vài máu nữa, 9 máu nữa anh em ạ. Thôi kệ không sao. Đến tân quái này, lấy Matisse về này, lấy heo cớt về này, Ron này. Bây giờ chúng ta chỉ lấy đúng những cái vị tướng chúng ta cần thôi anh em nha. Ủa có Fanny này, thơm quá, hay quá nhở.
Mặc dù khởi đầu không quá là đẹp nhưng bây giờ có Fanny thì Lan đã đưa Fanny vào là có thể kích được bộ sát thủ rồi. Kích được bộ sát thủ rồi anh em, nói chung là cũng đi được khá khá chắc đường rồi. Cá nhân Mỡ cho rằng là như vậy. Đấy. Mỡ nghĩ rằng nếu như mà anh em nào đỏ hơn Mỡ thì anh em còn kích được cái chiêm tinh cơ. Nhưng đến thời điểm hiện tại là Mỡ đang phải đưa những cái con cờ sát thủ để kích sát thủ đây. Đấy. Cái turn này thì khả năng cao là chỉ có rơi ra một đồ thôi, chứ nó không rơi ra hai đồ nữa anh em ạ. Để xem nào. Hai con quái nhỏ là bị đánh hết này. Đó, không rơi ra đồ anh em ạ. Nhưng mà cái này rơi ra cái gì đây? Cái này là rơi ra móng vuốt, lấy người lấy móng vuốt anh em nha. Lấy móng vuốt cho nó có tí đam vào. Up slot luôn. Ok. Ui, Fanny nữa này. Đù, đưa Fanny vào nha. Thơm quá. Kích cái mà Mỡ nghĩ là kích cái nhanh lẹ ấy. Kích cái nhanh lẹ này thì bọn sát thủ như là Fanny hay là để Mỡ xem nào. Kích cái nhanh lẹ anh em ạ. Bởi vì kích cái nhanh lẹ thì cái bọn sát thủ kiểu như là Fanny hay là bọn Karina nó sẽ khó bị hạ gục hơn. Bởi vì một cái lý do rất là đơn giản là bởi vì cái bọn sát thủ này nó mặc dù nó có đam nhưng nó khá mỏng. Đấy, và nếu như mà kẻ địch không tấn công chúng ta theo đường thẳng ấy mà chúng ta tấn công chéo ấy thì chúng ta sẽ né đi được những cái đòn đánh thường. Đây có thể nói là một trong những cái chỉ số khá hay đến từ bộ sát thủ anh em ạ. Đấy, còn tốc đánh thì sát thủ nó vẫn có đam rồi. Úi rồi. Mỡ quét đội hình team bạn như trốn không người luôn. Và đây là heo cu te với chúng tôi này này thì 14 máu, chỉ còn 70 máu đến từ vị trí của Manky này. Ok. Đấy. Thật ra nhiều anh em hay nói chuyện với Mỡ bảo là ủa anh Mỡ em ngại chơi cờ quá, chơi cờ này nhiều khi em chẳng hiểu làm sao để chơi được giống như anh. Thật ra chơi cờ này nó khá là dễ anh em ạ. Anh em chỉ cần xem những cái video clip của Mỡ, xong rồi anh em build y hệt, xong dần dà theo thời gian anh em sẽ có được cho mình đó là những cái lối chơi cờ riêng. Và khi mà anh em đã nghiện rồi chơi rất là cuốn. Chiếc cờ này nó đơn giản lắm anh em ạ. Hay quá, đều Karina. Cứ để tạm đi anh em nha, tí để tạm. Chiếc cờ đơn giản lắm anh em ạ. Anh em chỉ cần quan tâm đến cái việc gọi là lúc nào thì nên mua cờ, lúc nào thì nên gọi là bán cờ, lúc nào thì nên up slot thôi. Đấy, chơi game mà anh em chỉ cần có được những cái toan tính như thế thì Mỡ nghĩ là nó sẽ chơi không quá là khó ở trong một cái trận đấu cờ. Quan trọng nhất là các ông phải chịu học, chịu chơi. Chứ bây giờ anh em cứ muốn gọi là không muốn chơi nhiều nhưng lại muốn thắng luôn thì của đâu ra mà húp dễ thế, đúng không ạ? Rồi. Đây là có cái team gì đây? Đây lại là team team gì ấy anh em ạ? Xạ thủ à? Sao lại có cả pháo thủ là con Layla là như thế nào này? Team này thắng kiểu gì? Ôi Fanny nó bay kìa. Đây là một cái con Fanny bay bình thường không nha. Fanny bay bình thường đấy. Fanny tí nữa mà có được cái ngọc chiêm tinh cho nó cầm xong rồi lên Fanny bay thì nó lại một cái câu chuyện khác vãi nổi anh em ạ. Ok, để chờ mọi lấy về nha. Lấy Karina về này. Lấy ngon đấy, từ từ bình tĩnh nha. Chắc là Mỡ sẽ hơi khó nhỉ. Chắc tạm thời sẽ xếp cái vị tướng, chắc là sẽ tạm thời xếp cái con Argus này bên ngoài đi, bởi vì bây giờ vẫn đang ưu tiên cộng hưởng đến từ chiêm tinh với cộng hưởng đến từ sát thủ các ông ạ. Ok, đây là cái gì này? Nó tương tác với con chỉ huy các ông ạ. Ui, nhưng mà Karina bây giờ cảm giác nó hơi khổ anh em nhở. Karina bây giờ đánh không có quá nhiều đam và sát thương bây giờ nó lại còn đang phải chờ cả vào Fanny anh em ạ. Nhưng Fanny đang được bay, Fanny đang được bay được. Đúng rồi, ăn được không? Ê, ăn được không? Ui dồi ôi, không ăn được rồi các ông ơi. Lại mất đi 11 máu rồi, nghe chừng nó là hơi chua các ông ạ. Karina, mình còn thiếu cái gì nữa nhỉ? Mình còn thiếu một cái chất tướng nó hơi tanh tanh một tí. Cảm giác máu nó hơi mỏng. Đấy, bây giờ cái tơn đợt mệnh này thì mình ở slot thứ 3 thì mình sẽ có thể pick được, có thể chọn được nhiều hơn. Mà anh em nhìn kìa, chiêm tinh của mình còn gì nữa anh em. Đấy, Mỡ đã bảo với các ông rồi, thề với các ông luôn là ở trong cái bảng cập nhật này cái ngọc chiêm tinh nó ra nhiều lắm không ạ? Chả hiểu sao cái ngọc chiêm tinh nó ra rất là nhiều luôn. Rồi. Có ba đang này các ông này. Ném ba đang vào. Đủ rồi đấy. Đủ chiêm tinh rồi đấy các ông. Nhưng bây giờ chắc là cứ tạm thay như thế này đã các ông nha. Đưa ngọc chiêm tinh cho Fanny. Đúng rồi. Rồi tạm thời là cũng hòm rồi đấy. Bây giờ nếu như mà các ông lấy chiêm tinh là các ông phải lấy cái bên trái các ông nha. Các ông lấy đúng cái điểm bên trái.
thì khi đấy các ông sẽ được cường hóa cho cả Fanny lẫn cường hóa cho cả Karina nữa. Mất con này ta còn con khác, các ông hiểu không ạ? Đấy. Chứ bây giờ các ông nếu như mà các ông YOLO và con Karina mà nó chết là các ông còn cái nịt đấy. Ok. Rồi để xem nào. Tầm này thì Karina vẫn một nhưng mà đánh lực vãi các ông ạ. Đấy, Fanny bắt đầu bay. Đấy, anh nhìn Fanny nó bay kìa. Ơ sao choáng rồi. Đấy. 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 Bay nó đẹp không các ông? Trước mắt là đẹp thôi, chứ bây giờ làm gì có cái gì đâu các ông. Đã làm gì có đán. Mới Fanny lên 1-1. Từ từ nhá, từ từ bình tĩnh nha. 22 vàng. Chắc là tên này mỡ không làm gì đâu anh em ạ. Mỡ sẽ chỉ để ấy thôi. Mỡ sẽ để chờ xong tên quái mỡ áp xong. Anh em nhìn này. Đấy. Lấy cái điểm tận sức nha. Đấy, cao thế không ạ? Đấy, nhưng mà chúng ta chưa đủ slot, chúng ta bỏ ra chúng ta chỉ lấy cái điểm tận sức thôi. Xem nó có bớt không anh em. Ê, có khi lại bớt không nhỉ? Đấy anh em thấy không ạ? Khi mà đủ sẽ kích tận sức này, sẽ cường hóa một tướng chiêm tinh có nhiều trang bị nhất và một tướng chiêm tinh khác. Đấy. Nhưng thường ý, theo như mỡ nhận xét và mỡ đã thử rồi là nó sẽ cường hóa hai con có nhiều đồ. Đấy, cho nên là chắc chắn là sau con Karina thì nó sẽ cường hóa Fanny nếu như mỡ cho đồ Fanny. Ồ, như thế là không có bug rồi các ông. Tôi cứ tưởng là có bug anh em ạ. Thôi kệ không sao. Đấy, bây giờ chúng ta cần phải hai slot nữa để mà chúng ta kích được cái bộ này. Team này là team gì ta? Team này là team Pháp Sư à? Ui, Pháp Sư Freya. Lâu lắm rồi mà không thấy cái bộ này anh em ạ. Cái bộ Pháp Sư Freya là giống như kiểu gọi là ngày xưa từng làm mưa làm gió bộ Pháp Sư đấy anh em. Bây giờ có vẻ như không ai chơi anh em ạ. Ý Khó chịu. Ừ, hay. Song tân quái mỡ sẽ up slot anh em ạ. Khả năng cao song tân quái mỡ sẽ up slot. Xem nào. Lấy con Matisse này. Úi dồi ôi. Ông này kích cái gì không kích. À thôi không sao, kích đồ sĩ cũng được. Thêm tí hút máu. Rune này. Ủa con này lên 2 anh em này. Đấy. Cho này vào thay con Luna. Ok. Team một cưng cưng lên một tí. Đấy. Tân này thì sẽ có một là thiết bị nhân bản và hai là hộp vận mệnh. À đâu là và hai là pha lê. Thì mỡ đang nghĩ là ra pha lê cũng được, mà ra thiết bị nhân bản thì nó cũng ok anh em. Nhưng mà chắc là tuần sau sẽ nâng slot lên level 8 để mà có thể gọi là roll ra được Karina cũng như là roll ra được Fanny. Chả hiểu có roll ra được Fanny không. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì chắc là anh em vẫn chưa thấy được cái điểm tài năng của con chỉ huy Asta đâu đúng không? Có lâu. Bây giờ, à đâu sắp rồi kìa thanh niên Uchiha Sasuke còn 20 máu rồi kìa anh em kìa. Chờ vẫn chắc vẫn chờ được. À đâu, còn bao nhiêu máu ta? Còn ít máu thôi, còn 20 máu, ừ đúng rồi, còn 20 máu thôi. Để xem nào, mình sẽ lấy gậy như ý anh em nha. Tăng tốc đánh cho Karina. Chứ kiếm diệt cỏ với chiến dịu làm cái gì, gậy này. Mình sẽ lấy thiết bị nhân bản, đó. Rồi ok, mình sẽ kích Karina lên 2 anh em nha. Đấy, 42 vàng rồi kìa các ông kìa. Xem nào, Karina để mở đưa đồ anh em, đưa đồ, đưa từ, đưa cái này, đấy. Sau đó là up con Karina lên, đấy. Rồi, Karina cũng ok rồi đấy. Fusion lấy tạm này. Fanny, Fanny lên 2 luôn. Rồi ôi, nó hợp lý quá các ông ạ. Bây giờ thì up slot xong rồi tìm chiêm tinh vào là cả Fanny lẫn cả Karina nó lại bá đạo rồi. Hợp lý quá. Đấy là lý thuyết nó là như thế. Còn không biết thực tế nó là như thế nào. Nhưng cá nhân mỡ thì cho rằng cái bộ này nó là một cái bộ mà về late game nó tương đối khỏe và nó dễ chơi. Bởi vì như mỡ còn nói với anh em rồi, trước đây là chiêm tinh chỉ có một mình con Karina khỏe thôi. Nhưng nếu như mà cái điểm chiêm tinh nó sửa lại như thế này ý, thì nó sẽ có hai con chiêm tinh đều khỏe. Một cái búp nhẹ đến từ cái cộng hưởng chiêm tinh. Fanny bay anh em này. Đấy. Anh em thấy không ạ? Thì với cái con Fanny như thế này này, thì anh em không cần phải quá là ngại về cái vấn đề gặp hay là đối đầu với những cái con Karina khác. Nó có cái né tránh. Bởi vì skill của Fanny là skill bằng kỹ năng mà anh em. Nó đu khá là ổn đấy anh em ạ. Ui cái thằng Uchiha Sasuke kia chưa chết à? Mẹ còn 20 máu sinh tồn dữ vậy ba. Ôi tầm này thì chắc là cho ba đang vào. Ồ, bây giờ mà mỡ cho thêm một con nữa vào thì nó sẽ kích được. Nhưng vấn đề là cho con nào bây giờ. Bây giờ nếu như mà cho là sẽ phải bỏ Agus ra. Mà Agus nó lại có quỷ tộc, nó lại có đấu sĩ thì... Thôi không biết được anh em ạ. Khả năng cao mỡ đang hơi khó lên là bởi vì có cái thằng Mankin, thằng người chơi đến từ Mông Cổ tranh cờ của mỡ anh em kìa. Thằng Mankin này là cũng thuộc dạng gọi là người chơi lươn đấy. Ok, xem nào. Đổi qua vị trí. Bởi vì hình như là, thật ra chả có hình như nào cả anh em. Đổi qua phát vừa xong hơi sai. Nhưng mà được cái là có hút máu một tí nên là tim mỡ cũng cứng. Đấy, anh em nhìn kìa. Bắc Fanny. Xong rồi Tây Karina. Úi dồi ôi. Ê nhưng mà cái con Fanny này nó có một cái nhược điểm anh em nha.
Con Fanny này có một cái nhược điểm ở đây, đấy chính là nếu như mà kẻ địch nó đứng vào trong góc ấy, thì Fanny nó sẽ không đu được, anh em hiểu không ạ? Đấy, nó vẫn không biết đấy là cái bug hay là cái cơ chế của con Fanny này, nhưng mà đứng vào góc thì sẽ là không đu được. 33 vàng à? 33 vàng. Fanny nữa này anh em này. Ủa, Fanny chỉ có 15 con thôi các ông ạ, cho nên là cố gắng lấy anh em nha. And forgotten who I was. Xem nào. Bây giờ cái cờ này thì bây giờ chúng ta chỉ còn mong chờ vào kích chiêm tinh thôi. Chứ cờ cũng hòm hòm rồi. Chắc là sẽ up lên slot level 9 trước để mà đưa chiêm tinh vào, chứ mỡ nghĩ rằng chờ cái slot đến từ cái hộp vận mệnh này chắc không được đâu. Bởi vì mỡ level mỡ bây giờ đứng đầu bảng với 5-6 máu rồi mà anh em. Ở đây Fanny rồi. Đấy, vẫn còn Fanny anh ạ. Đấy, vẫn còn Fanny, vẫn đang chơi được. Và ấy, anh em nhìn kìa. Bắt đầu hack vàng được rồi anh em kìa. Mỡ hack được của thằng BVG đây, xám TD anh em nhìn kìa. Ở trên đầu mỡ anh em. Đấy. Rồi ok, bây giờ anh em nhìn lại mỡ 21 vàng này. Cộng với 15 vàng dự kiến là 36 vàng, đúng không? Sau thì cộng thêm cái lượng vàng đến từ cái ông gọi là BVGD các từ các kiểu thì chắc là cũng phải được tầm 60 mấy vàng. Anh em nhìn vàng cộng này. Nhìn này. Từ quên nhập đến cái tên hộp vận mệnh. Ok, để lấy đồ. Ồ, đồ này thì lấy băng thạch hoặc là lấy giáp gai, lấy cái nặng cũng được. Đồ tanh mà anh em. Úi rồi ôi. Cho mỡ lấy cái giáp gai. Lấy cái đó. Đúng rồi. Giáp gai đưa cho Fanny các ông nha. Giáp gai đưa cho Fanny là chuẩn bài rồi. Thêm thì cứng cáp các ông ơi. Rồi, bắt đầu vàng về anh em này. Đấy. Trời ơi. 47 vàng thế này thì up slot thôi nhở. Từ để mở xem nào. Up thôi, up lại. Ok, cho thêm con này vào. Đấy. Bây giờ các ông nhìn nhá. Fanny với cả Karina là sẽ được boost chiêm tinh. Cho nên hai cái con này nó rất là khỏe luôn, các ông hiểu không ạ? Đấy, và anh em nhìn này, cái tên sau nhá là khả năng cao những cái thằng như kiểu thằng Châu, thằng Lilali với cả thằng Uchiha Sasuke nó lên bảng thì mỡ lại có vàng tiếp anh em ạ. Đấy, em nhìn kìa. Đấy. Ôi giời ơi, bây giờ là thay vì một con búp chiến tinh là hai con búp luôn các ông ạ. Fanny bây giờ nó là đam chính rồi. Ui Freya hả? Không ăn thua. Cái gì? Freya. Ui giời ơi. Đấy. Sức mạnh của Fanny chiêm tinh các ông ạ. Nhưng đấy mới chỉ là Fanny level 2 thôi. Fanny đấy. Úi giời ơi, vàng về, tiền về, tinh. Ôi. Tinh thì làm gì anh em? Tinh thì đi shopping. Úi giời ơi, Fanny đâu rồi? Karina đâu rồi? Lấy tặng ba đang vào vậy. Đi shopping anh em ơi, shopping. Tinh. Rồi, roll anh em ơi. Roll nhiệt tình lên, chả mấy khi. Úi giời ơi. Roll đi anh em ơi. Lương về. Chả ra cái quần đùi gì cả các ông ạ. Roll chán vở lở luôn. Nhưng mà thôi không sao. Lát nữa vẫn còn bao nhiêu thằng nữa anh em? Còn 1 2 3 4 thằng nữa. Lát nữa lại tinh thêm mấy cái luôn anh em ạ. Vẫn còn được. Bây giờ mà kiểu ông nào mà lên bảng điểm số thì vàng nhiều lắm anh em ạ. Mỡ đang đối đầu với cái thằng Mankin này. Thằng này là bao nhiêu máu? 26 máu. Mỡ đánh vào thằng này có mỗi bao nhiêu? 23 máu, còn 3 máu mà thôi. Thôi xong. Tên sau là mỡ biết là thằng Mankin nó sẽ phải nhả vàng ra trong mỡ rồi. Còn tiếp đến là đấy rồi, lại ông Châu này bao nhiêu vàng đây? 16 vàng cộng với 29. Ủi dồi ôi, đâu 16 cộng với 13 vàng anh em ạ thì nó là 29. À đâu, 45 nhầm cộng thiếu. Ủa dồi ôi, lại đi shopping các ông ơi. Đúng rồi, Fanny lấy về. Từ bình tĩnh, lấy Fanny về. Bây giờ chỉ có hút Fanny thôi các ông ạ. Đúng rồi. Từ nha, 31 vàng. Bây giờ mới thiếu 4 con Fanny nữa các ông ạ. Từ nha. Bình tĩnh nha. 21 vàng này. Bán là gì anh em? Ok. Roll tiếp anh em. Karina này. Ui, nhiều vàng như thế này mà roll nghe chừng nó hơi khó mà không có ai trùng anh em nhỉ. Thế nên mới biết là bây giờ một cái bộ Magic Chess anh em mà muốn chơi ấy, nó sẽ tốn như thế nào. Và đây là bắt buộc phải ui lại giáp gai các ông kìa. Chắc là lấy giáp gai nhỉ. Từ cầm đồ ấy đã anh em ạ. Mở xem nào. Đây là Moscow. Moscow mình lại kích xạ thủ các ông ơi. Kích tùm lum tào lao từ lưa tay lé rồi.
Rồi roll anh em nha. Roll đi. Mình đi shopping mà anh em. Mình người giàu, mình có tiền mà các ông. Đấy. Hay quá. Tuyệt vời. Fanny sắp 3 rồi các ông ạ. Thay chỗ cái con Fanny này, bởi vì Fanny này nó có thánh thể các ông nha. Đấy, tôi còn một cái thiết bị nhân bản nữa cơ. Tí nữa tôi sẽ dùng cho Fanny. Bây giờ Fanny chỉ cần tìm hai con nữa thôi là ok là lắm rồi các ông ạ. Để xem nào. Với cái đội hình như thế này thì mỡ nghĩ rằng là ba bố còn lại chắc là cũng không có làm gì được mỡ đâu anh em ạ. Bởi vì anh em nhìn con Fanny kìa. Ui dồi ôi, Fanny kìa. Ui dồi ôi, hất tung mỡ lên đó hả. Hất tung mỡ lên thì làm gì. Đu này, lướt qua này. Ui, mình lướt qua đời nhau để làm nhau đâu. À, Fanny đúng thế luôn anh em ạ. Ui dồi ôi, vang về. Tinh. Ui dồi ôi, đang từ 11 vàng lên 66 vàng các ông ạ. Thế thì shopping thôi anh em. Một con Fanny nữa. Còn một con Fanny nữa. Nốt Fanny ơi. Đây rồi. Fanny 3 các ông ơi. Trời ơi, mãn con bà nó nhãn. Giờ tiếp tục tìm Karina. Bây giờ tiếp tục đi tìm. Đây rồi, Karina rồi các ông ơi. Roll. Đi shopping các ông ơi. Tinh. Đây rồi. Shopping nốt nào. Karina ơi. Không được rồi các ông ơi. Hết vàng mất rồi. Con Karina này cũng khó lên các ông nhỉ. Mà cái team này thì nó ăn được kiểu gì. Ăn được kiểu gì con Fanny 3. Fanny cầm phản kích. Cầm giáp gai. Ui, team bạn bắn là cũng chua đấy các ông ạ. Fanny tôi đâu rồi. Đây này. Úi dồi ôi. Cái gì đấy. Sẽ đu con trong tường anh em thấy không ạ. Đu mấy đứa trong tường kiểu ghét lắm. Nó có cái trò con bò đấy là nó đứng ở trong đấy mình không đu được. Đấy. Xong bây giờ là mỡ bắt đầu gọi là tận hưởng cuộc sống của nó này. Bắt đầu còn ra hành hạ. Để xem là hai vàng thì chúng ta sẽ roll được cái gì. 13 vàng. Mỡ sẽ bán con ba đang đi. Trông có vẻ hơi đắt tiền. Đấy, roll này. Đấy rồi. Ôi dồi ôi. Fanny chiêm tinh 3. Fanny sát thủ chiêm tinh 3 sao. Karina sát thủ chiêm tinh 3 sao. Ôi trận này phải hơn 140 lực chiến các ông ạ. Khỏe vai cả lệnh. Và chúng ta có thể nhìn thấy cái mức độ hữu dụng của cái con chỉ huy Asta. Nhưng mà vấn đề ở đây là anh em phải kéo được game về lết. Ông nào mà không kéo được game về lết thì lúc đấy ông lại bảo con chỉ huy này nó yếu. Con Asta là sống trên xương máu của người khác anh em nha. Anh em nhìn Fanny bay này. Tầm này Fanny bay thì úi dồi ôi, nó chỉ cần kích được cái nội tại thôi nó bay cho thì đúng là mắc ping không ạ. Từ từ nha, từ nha. Fanny ở đây vẫn đang gọi là đánh. Anh em nhìn đam Fanny này. Ok, lướt này. 32.000 đam, 36.000 đam, 39.000 đam, 42.000 đam. Tởm anh em. Ok. Thì mọi nghĩ rằng là hết tuần này thì tuần sau chắc là thanh niên Citizen team bạn cũng sập luôn rồi. Bởi vì nó không thể nghĩ được rằng là mỡ bằng một cái cách thần kỳ nào đó mỡ đã gọi là lật được kèo ở trong cái trận đấu này. Đấy, bây giờ ông ấy tăng sức chơi mọi chuyện nó đã muộn rồi. Tôi lấy cộng hưởng quỷ tộc xong tí nữa tôi đưa vào trong cái set đồ của tôi. Đấy, để xem nào. Bây giờ thì mỡ hết slot nó rồi. Đưa Fanny lên đầu đi anh em ơi. Đưa Fanny lên đầu nhá. Cho Fanny nó được bay luôn. Cho Fanny nó được bay luôn. Có Agus đứng chắn đam rồi. Karina thì vào đam sau. Moscow muốn vào nhưng mà hết slot. Nên thôi không sao anh em ơi. Để mỡ nào. Roll bây giờ roll lấy ba đang à. Bây giờ không biết roll lấy con gì luôn. Lấy được Fanny 3, lấy được Karina 3 là mất hết mục tiêu rồi anh em ạ. Tầm này cứ roll bừa. Chẳng có gì cả. Nhưng mà mỡ nghĩ rằng với cái câu chuyện chẳng có gì cả như thế này chắc là team bạn nó cũng sắp mặt lợn. Citizen. Ui anh ta chuẩn bị nhìn sức mạnh của Fanny anh em nhìn này. Anh em nhìn đánh thường nha. Ui đánh thường toàn nhìn mấy đam. Ui đánh vào Freya à. Đu kìa. Ui đu kìa. Đu kìa. Ui đam kìa. Đu kìa. Wow. Đu này 63.000 đam các ông ạ. Và chiến thắng tại đây luôn. Anh em thấy không ạ? Trên đây là video clip mà mỡ muốn chia sẻ với anh em về con chỉ huy Asta, con chỉ huy mới đấy anh em. Đấy, và anh em có thể nhìn thấy đây là cái quả đội hình có thể nói là trong mơ của bất kỳ ông nào định chơi chiêm tinh cũng như là chơi cái bộ sát thủ luôn các ông ạ. Anh em nhìn quả lực chiến kìa. 146 lực chiến luôn các ông ạ. Đấy, về cơ bản một cái bộ cờ nó chỉ có như thế thôi. Thì không biết rằng là quan điểm của anh em như thế nào và anh em thấy chơi cờ quạt có khó không? Nếu như mà khó, hãy chơi y hệt giống như mỡ nha. Đảm bảo anh em sẽ có một cái trải nghiệm rất là thú vị anh em ạ. Và hẹn gặp lại anh em ở trong những cái video clip tiếp theo của mỡ nha. Peace.